Hello anh em ha, thì hôm nay thứ bảy ngày 27 thì hôm nay em cũng về được ít chim nè, nó ít chè than nè, chè than bỏi ha, nó thì để vào đây nè, thì máy này đồng giá 200.000 nha anh em, nó về được có mấy con rồi anh em, 10 con mười mấy con rồi, nó em qua em để vào đây cho anh em ha, đó anh em nào mình bắt nào thì nhắn cho em ha, chỉ là em qua em thu được con than nè, thu được than này nè, đó thu con than mùa nha anh em. Thu than nè, than bỏ lỡ thôi anh, chứ phải than mùa nữa, than bỏ lỡ người ta nuôi đâu được tổng 8-9 tháng mấy anh, thì cũng hót sơ sơ rồi nha, đó anh em là bắt này nhắn cho em luôn nha. Rồi con này 700.000 nha anh em, 700.000 nha, than bỏ lỡ nha anh em, cũng hót sơ sơ rồi đó nha. Nó dưới đây em cũng còn ít khoen anh em, nó khoen bỏi nha anh em, khoen bỏi đó, khoen bỏi khoen mùa em có hết nha anh em, nó mấy khoen bỏi này lỡ liếu hết nữa anh. Đó, mấy khoen bỏi nha mấy anh, khoen bỏi liếu hết rồi nha, tiếng rất là tốt anh em ha, anh em nào bắt thì nhắn cho em ha, 100-200 nghìn nha anh em. Nó khoen bỏi nó giá 100, từ 100 tới 200 nghìn con anh em, thì nó liếu rồi nha anh em, bao trống 100% liếu rồi, cắp cứng hết nha mấy anh, đó lỡ bông mấy anh. Thì mấy bữa nay hàng chưa về được hàng chim con rồi mấy anh, đó chim con mấy anh, đó trong đây còn được con mới đó anh em, còn được mấy con con nha. Mấy con này là đứng cậu lên, cậu đứng hết rồi nha mấy anh, mai chắc em qua cho nó ra cái lồng quá cho nó khỏe khỏe xíu đó, con này đứng cậu rất khỏe nè mấy anh, đó đó thì hàng bao trống em cũng có nha, anh em nào mình cần hàng bao trống thì nhắn cho em ha, bao trống thì em bán 400.000 nha anh em, bao trống 400 nha anh em, còn không bao trống là 300.000 nha anh em, không bao trống là 300.000, bao trống 400 nha mấy anh. Đó, giá em về em xuống lại tiếp anh em. Đó, không bao trống là 300 nha anh em. Còn bao trống là 400.000 nha anh em. Rồi ok anh em ha. Đó, thì để trong đây nè anh em. Đó, trong đây còn mới ha. Đây. Đó. Rồi, bên đây nữa nè mấy anh. Đẩy nó nè. Đó. Trong đây nè. Đây, trong đây còn rất là nhiều nè. Đó, mấy con đầu rất là to nè ha. Anh em bắt trống cứ lựa mấy con mà đầu to anh em. Đầu to, mắt xéo, chân to. À, cái cầm của nó cũng đen anh em, là cái tỷ lệ chống nó cao nha anh em, đó đó hàng ha, cái hàng con ha anh em ha, bao chống anh em ha. Rồi dưới đây nữa nè, dưới đây nè, đó anh em ha, rất là nhiều mấy anh, mấy anh cứ cần chị than bao con bao chống thì cứ nhắn cho em ha, rất là nhiều luôn đó, hàng có mấy con mỏng lông đẹp ghê nè mấy anh. Rồi, không bao trống 300, bao trống 400 nha mấy anh. Rồi ok anh em ha. Để em quay tiếp một vài con cho anh em coi nữa. Vài con bỏi mới về về được hôm qua. Rồi ok anh em. Đó thì chị đang con thì nên cho nó ăn dế nha. Dế mình lặt ra xong mình để đưa nước lên cái cho nó nè. Cho nó có nước á, mình khỏi con mình đút nước. Ở đây còn mấy con nè mấy anh. Mấy con này thì lớn nó lên cầu rồi mấy anh ha. Đó mấy thằng này thì lớn rồi lên cầu rồi. Đó nên mình hàng này thì không có bao trống nha anh em. Mà 300 con nhưng mà anh em nhìn mấy cái mặt mấy con này rất là dữ nè. Mắt xéo xẹo à. Đó, cái này với lại trống chắc chắn. Nó rơi 60-70% rồi nè anh em. Mặt rất là dữ nè. Mặt mấy con này khó ra máy lắm anh. Đó, rồi ok anh em ha. Đó thì 300 nghìn con nha anh. Đó lên đi. Dạ. Đó anh cái mấy con ở trên đó. Nó than nè, nó than bữa nay mua hai con về chết luôn rồi. Đây than sáng giờ vậy. Đó nên đồng khách nào nhắn cho em ha, còn anh em chơi thả vì cứ bác nhắn cho em nha. Rồi ok anh em ha.